Ok, và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh của RGFFLTL nha anh em ơi. Đấy, thì trong buổi tối ngày hôm nay thì sẽ ra chuẩn bị diễn ra một cái trận đấu siêu kinh điển anh em ạ, giữa team của mình và team của người yêu cũ Ngọc Diễm nha anh em ơi. Đấy, trận đấu này sẽ team nào thua thì sẽ phải giải tán quân đoàn trực tiếp ngay trên video nha anh em ơi. Đấy, cực kỳ căng thôi anh em ạ. Thì luật chơi có thay đổi một xíu nha. Thì mỗi một team ấy thì trong cái trận cuối này thì được một người sử dụng BC nhá. Nên là mình đã quyết định mời Quỳnh Tạ vào nha anh em ơi. Và bên họ ấy thì có một con quái vật bên Ấn Độ nhá, tên là Cyplus Ando anh em ạ. Đấy, chơi BC anh em ơi. Thì không biết là trận này thanh niên này sẽ thể hiện như nào thì anh em cùng theo dõi nha. Đấy, bây giờ mình sẽ đợi khoảng độ 3 phút nữa để cho anh em chuẩn bị để bắt đầu mình sẽ vô nhá. Thì trước khi vô ấy, thì anh em đang xem video thì anh em có thể bấm cho mình một nút like không để động lực mình bắn nha anh em ơi. Thì trận này mình đã kiểu như đeo tai nghe rồi, tất cả các thứ đã chuẩn bị ok hết rồi anh em ạ. Đấy, và mình sẽ vừa bắn, nếu mà mình chết thì mình sẽ kiểu như xem tem mình nha, có như vừa bắn vừa bình luận cho anh em xem luôn nha bạn. Vừa bình luận trực tiếp cho anh em xem luôn. Đấy, thì anh em nếu mà ủng hộ cho tem mình thì anh em nhấp phím 1 nhá. Và anh em ủng hộ cho tem bên dưới cũng Ngọc Diễm anh em ấn phím 2 nha. Đấy, và anh em chưa bấm like anh em bấm ngay vào nút like để giúp mình được 10k like nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha anh em ơi. Chuẩn bị bắt đầu này. Ba này. Đấy, mình sẽ quay trực tiếp và mình bắt đầu luôn cho anh em nhá. Rồi. Ok, bắt đầu luôn này. Yo. Ok, để xem nha anh em ơi. Thì mong là bọn mình thắng anh em ạ. Thì vẫn là bắn BO3 nhá. Team nào thua 2 trận thì team đấy sẽ thua luôn nha anh em ơi. Cực kỳ căng luôn. Ok, âm thanh hơi to anh ạ, để mình cho bé một xíu nhá. Rồi bắn Unji anh em ạ. Ok, cực kỳ căng luôn. Mình sẽ tắt mic nha anh em ơi. Mình sẽ tắt mic đồng đội đi nhá. Đó. Vâng. Chặn đầu nó không cho khẩu ấy anh em ạ, thì mình phải tháo cả ốp ra cho đỡ nóng này anh em. Đó, mình đang chơi cái phiên bản Free Fire Max nha anh em ơi. Nên là nó hơi không quen tay lắm anh em thông cảm nhá. Đấy, mình sẽ cố gắng bắn nha anh em. Mình sẽ cố gắng bắn nha. Đây là quay trực tiếp lại luôn nha anh em ơi. Kèo cực căng thôi nha. Mạng hơi lag nha anh em, vừa mới cập nhật mạng hơi lag. Rồi, chết rồi, team mình Quỳnh Tạ đã gục anh em ạ. Toang. Ui, con quái vật bên đạn đang thể hiện anh em. Từ bên này đang bắn nhau anh ạ, bên này đang bắn nhau. Đây. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Ui, đây. Mạnh, một viên vào đầu rồi. Sắp chết rồi anh ơi. Căng. Nào, đứng lại. Mình tập trung, mình có thể mình không bình luận được nha anh em ơi. Đục keo luôn. Ui, cái tâm buồn cười quá anh ạ, Ok, bây giờ mình sẽ ra cover cho đồng đội nhá. Ồ, cái gì đây? Cái keo ra nào. Rồi, team mình đã giết được 2 người rồi anh em ơi. Cái keo bị mắc rồi này. Ok, mình nhảy ra ngoài luôn nha anh em ơi, mình sẽ cover cho đồng đội nhá. Máy mới mình bắn nó hơi lag anh em ạ. Thôi toang rồi. Cay thế nhỉ. Đây là mình vừa bắn vừa bình luận nên là nó không tập trung được anh em ạ. Bình tĩnh nhá. Ok, còn một thôi, team bạn cũng rồi. Team mình đã thắng nhá. Ôi, để xem ai ăn nhiều kill nhất nhá. Hiện tại là Thái Lan 1 đang giữ vị trí ăn nhiều kill nhất nha anh em ơi. Ở team bạn thì con quái vật vẫn chưa thể hiện đây nha. Con quái vật đâu anh nhỉ? Con quái vật chưa ăn được kill nào anh em ơi. Không kill. Một đã chết một mạng nhá. Ok, trận này mình sẽ bắn UMP nha anh em ơi. Rồi, 3 trận nữa mà anh em ơi. Mong là bọn mình thắng 2 trận luôn để giành chiến thắng luôn nhá. Thế anh em đang xem video thì anh em bấm cho mình một nút like đi. Hiện tại là đang trực tiếp luôn nha anh em ơi, trực tiếp cực kỳ căng luôn. Đó, mình bắn FIFA Max để cho đẹp anh em ạ. Mình bắn FIFA Max cho đẹp nha. Ok, công lên luôn. Ôi, cái gì đây? Chơi cái trò gì đấy? Ok, mình yên tâm, mình bắn gà nhưng mà team mình gánh mà anh em ơi, team mình toàn thần đồng thôi. Ok. Ui, tí chết anh ạ, tí chết. Từ từ bình tĩnh nha. Ui, tí toang luôn. Rồi, team bạn bắn khá căng ở đây, hôm nay đội hình bên bạn mình thấy khá mạnh nha anh em. Đâu rồi. Một viên ở đâu rồi, gục một gạt luôn. Hay quá. Cực căng luôn, team mình Sima đã gục rồi nha. Sima đã nằm xuống rồi, team bạn chỉ còn 2 đứa nữa thôi. 2 đứa cuối cùng đang ở đâu? Đây. Giết Thái Lan 2 rồi nha. Từ bình tĩnh nha, công lên luôn. Rồi xong rồi. Thằng em họ của mình đã giết được Thái Lan 2 rồi nhá. Em còn một đứa trong này à? Ở đâu ta? Ở đâu? Một đứa cuối cùng đâu rồi? Tốn kỹ quá nhỉ. Anh em giúp mình một tay nào. Giết thằng Thái Lan. Rồi xong luôn. 2-0 rồi anh em ơi, 2-0 rồi. Quá tuyệt vời luôn. Quá easy luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa?
Thì mình sẽ giao cho anh em một câu hỏi để anh em trả lời nhá. Thì đối anh em biết từ giờ đến cuối cái trận đấu này thì mình giết được bao nhiêu headshot nha, anh em quan sát thật kỹ nhá. Ok, trận này mình sẽ mua thêm khẩu súng gun 2 viên nữa nha anh em ơi. Đấy, mình lần đầu mình chơi FIFA Max rồi anh em ạ. Để cho nó đẹp anh em ơi, quan sát cho nó đẹp ấy. Có thể mình chơi mình sẽ bình luận hơi yếu một xíu nha, bởi vì vừa chơi vừa bắn anh ạ. Nên là nó mất tập trung nhá, chơi hơi gà tí anh em thông cảm nha. Thêm có thêm nấm nha. Hình như 6v6 không được bắn lục bạc thế nào anh em ơi. Đó, cái gì đây. Thế nhà mình sẽ móc đít nha anh em ơi, mình sẽ chơi chiến thuật móc. Cái gì vậy trời? Toang luôn rồi anh em, bọn bắn hay quá. Ok, mình sẽ quan sát đồng đội của mình nhá. Và đây là vị trí của Thái Lan 2 anh em ạ. Để xem Thái Lan 2 sẽ thể hiện nhá. Thái Lan 2 đang công lên. Rồi, Quỳnh Tạ. Chết rồi, Sima đã nằm xuống rồi. Rồi. Toang. Và đây là vị trí của Thái Lan 1 nhá. Thái Lan 1 đang công lên. Giết, headshot. Hay quá. Quá hay luôn. Quá hay đến từ vị trí của Thái Lan 1 anh em ạ. Vâng, thần đồng bên Thái Lan bắn quá gắt luôn. Rồi cũng hai, còn một đứa cuối cùng. Vâng, xem mình đặt gạo anh em ạ. Rồi, làm gì. Rồi, headshot nó lại, mày solo à. Rồi xem thần đồng bên bạn giết được mấy kill rồi. Một kill anh em ơi. Thần đồng bên bạn đã giết được một kill rồi anh em ạ. Rồi, cực kỳ căng luôn. Rồi, xong luôn. Quá hay. Quá hay đến từ vị trí của Thái Lan nha anh em ơi. Mình sẽ để cái mic dịch ở đây tí nha. Đó, để cho anh em nghe rõ hơn nha. Cực kỳ căng luôn anh em ạ. Ok, bây giờ trận này mình sẽ cầm MB nha anh em ơi. Và mình sẽ đi móc nha. Đấy, cái chiến thuật lần này của mình sẽ đi móc nha anh em ơi. Rồi, không biết là con đoàn của Nghĩa Quốc Ngọc Diễm như thế nào đây. Chắc là đang run nữa anh em ạ. Kiếm được con quái vật bên Ấn Độ nhưng mà bán nó vẫn chưa thể hiện được gì anh em ơi. Mới có 500 sát thương thôi anh em ạ. Và thanh niên Nghĩa Quốc Ngọc Diễm thì đang có sát thương cao nhất với 2 kill nha anh em. Rồi, nói chung là team mình thì nói chung khá là ok nha anh em ơi. Bắn 3 trận nha. Nếu mà team là thắng 2 trận trước thì team này thắng luôn nhá. Thì anh em đang xem video thì anh em giúp mình một nút like nào. Giúp mình một nút like đi anh em ơi, để giúp mình 10k like nào. À đây. Mày solo. Ui thì cái lúc bắn của mình hơi bé anh ạ. Rồi sắp chết rồi. Công luôn. Ui đông quá anh ạ. Rồi cục luôn rồi anh em ơi, cục luôn. Còn một đứa nữa, còn 3 nữa thôi. Gạt luôn. Đỡ đẻ trứng nha anh em ơi. Mình sẽ cầm shotgun mình bắn nha anh em. Đâu rồi nhé? À, như trong này nha, như trong này, từ từ để mình lên nhá. Đó, mình thấy nha. Cái gì ấy? Cứu nhau anh em ơi, cứu ơi. Toang ngoài từ từ để mình bò xuống nhá. Khá căng anh ạ. Trận này khá căng thẳng luôn, thôi chết rồi. Team mình cũng hai rồi anh em ơi. Team mình cũng luôn hai, Quỳnh Tạ cũng luôn rồi anh em ạ. Help me, không thể mở mic lên được anh em ơi. Rồi, Sime đang ra cứu mình. Cứu đi, đúng rồi. Hay quá. À, hợp lý luôn, bình tĩnh nha, để mình cứu Quỳnh Tạ chết rồi anh ạ. Ok, mình sẽ chỉnh cái nút bắn một xíu nha anh em ơi. Chỉnh cái nút bắn to ra một xíu nha. Hơi khó bắn anh ạ. Đó, để mình bắn cho nó dễ nha. Khá căng anh em, thấy căng không? Rồi, team bạn gục 2 rồi anh em ơi. Team mình đang lật kèo nha. Ok, qua luôn. Đỡ bị cứu nha. Ở đâu nhỉ? Bua, mình không thấy bua anh ạ. Vai. Rồi, cũng mua thôi. Gạt luôn nhá anh em, gạt luôn cho đỡ đẻ trứng nhá. Ôi thôi xong rồi, team mình cục một rồi, còn mỗi mình thôi. Để mình quấn máu nha anh em ơi. Rồi, khá căng luôn nhá. Khá căng thẳng luôn, từ từ để mình xuống cứu nhá. Rồi. Quá uy tín, tỷ số là 4-0 nha anh em ơi. Rồi, mãi mình đánh team là một trận anh em ạ. Má căng quá. Căng thực sự anh em ơi, căng thực sự luôn. Ok, tiếp tục nha anh em ơi. Mình sẽ mua UMB nhá. Đấy, đây thì hiện tại mình xem nào. Xem ai đứng đầu bên team bạn nha. Vâng, con quái vật đê Ấn Độ đã 3 kill rồi anh em ơi. Vâng, bắn khá là hay anh em ạ, gánh team luôn. Và Nguyên đã được 4 kill nhá. Nguyên là hình như là nếu cũ tuyển cái thằng cũ của mình anh em ạ. Cái thằng bạn cũ của mình cơ anh em ơi. Khá gắt luôn. Rồi, team mình thì hiện tại Quỳnh Tạ đứng đầu với 8 kill nha anh em ơi. Rồi, chùm BC rồi anh em ạ. Kèo cực căng luôn. Rồi, team bạn đang bắn rất là hay nhá. Liệu team bạn có giết được mình kill nào hay không đây? Bình tĩnh nha, cứ bình tĩnh nha. Mình sẽ ra cover Quỳnh Tạ nha, mình sẽ ra cover cho Quỳnh Tạ nha. Ôi rồi chết luôn rồi anh em ơi. Quá căng. Rồi, ở trên kia bắn nhau rất là kinh luôn nhá. Ở trên kia bắn nhau quá kinh luôn, bây giờ mình sẽ công lên luôn nhá. Đâu rồi? À đây.
Quá đông anh, quá đông luôn, quá lag luôn. Quá lag luôn anh em ạ, quá đông mà quá lag luôn. Ok, quá luôn, quá luôn, quá luôn. Xuống luôn nhá, mình xuống luôn nhá anh em ơi. Ở vị trí của Thái Lan 1 nhá. Gục luôn rồi nhá, gục luôn rồi, gục luôn rồi. À, chỗ Sime anh ơi, chỗ Sime. Qua luôn, qua luôn. Rồi, xong luôn. Quá easy, quá easy anh em ạ. 5-0 luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, quái vật Thái Lan không, à nhầm, quái vật Ấn Độ không có tuổi anh em ạ. Cyber thì anh em ạ, bắn cũng khá kinh đấy nhưng mà không có tuổi, xin cái tuổi luôn. Ok, chặn lại mình sẽ không bắn UMB ấy, và mình sẽ bắn AC-80 anh em ơi. 5-0 luôn rồi anh em ạ. Nói chung là một chiều vãi trưởng y hệt như cái trận 4-4 luôn anh em ạ. Trận 6-6 này nó y hệt trận 4-4 luôn. Anh em đang xem video thì anh em đừng bấm, đừng có xem chùa nhá. Đấy, để xem cái kết như nào nha anh em ơi. 6-6 cực căng thôi nha. Rồi, hiện tại mình đang 4 kill nhá, Quỳnh Tạ với 12 kill thôi anh em ạ. Sai lầm của tem người Cú Ngọc Diễm khi cho một DC vào bộ bắn dao 66 anh ạ. Sai lầm luôn. Mình cửa Quỳnh Tạ bắn quá kinh luôn anh em ạ. À đây đây đây. Mày ra đấy, mày mang cái đồ mày đấy. Rồi rồi, cũng bộ rồi, cũng bộ rồi. Cạp luôn, cạp luôn. Cạp luôn anh em ơi, cạp luôn. Ui, lag quá. Ôi, tem mình cục luôn hai đứa anh em ạ. Tem bạn bắt đầu bắn súng sạc anh em ơi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Rồi. Chưa thấy ai luôn anh ạ, chưa thấy ai luôn. Chiến thuật gì đây? À đây 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 đây. Ui ui. Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Mẹ, hay thế nhỉ. Rồi đem bạn lên. Tôi ăn rồi anh em ơi, lật kèo hả? Gì vậy trời, lật kèo hả anh em? Bình tĩnh nha anh em ơi. Đem bạn đang bắn khá là căng đấy, khá là đang lật kèo anh em ạ. Ok, bây giờ bọn mình phải bắn tập trung đi một xíu nha anh em ơi. Bắn tập trung đi một xíu anh em ạ. Mình không bắn, mình sẽ bắn M1014 nhá. Đó. Rồi, nói chung là tem mình bắn khá là ok luôn. Rất là nhiều bạn chưa tải quán mở rộng anh em thấy chưa? Rất là nhiều anh em chưa tải quán mở rộng rồi, bởi mới cập nhật phiên bản mới mà anh em. Thì mở cập nhật xong phải là mình vào game thôi anh em ạ. À, chơi luôn anh em ơi. Đấy, chắc là mấy bạn này từ hôm qua vẫn hôm nay vẫn chưa vào game anh em ơi. Cực căng luôn. Mình được mấy kill rồi, mình được 5 kill nha anh em ơi. Hiện tại đang đứng thứ 3 team nhá. Ok, công lên luôn, công lên luôn, xử lý khô máu anh em ạ, khô máu luôn. Đấy. Rồi, cũng một, cũng một, cũng một. Bình tĩnh nha, bình tĩnh, để mình gặp luôn nha. Ok, gặp luôn anh em ơi, gặp luôn. Còn máu ra anh em ạ. Rồi, còn 3 nữa thôi, còn 3 nữa thôi. Nói chung là 4 đấu 3, không chột cũng què anh em ạ. 4 đấu 3, cứ bình tĩnh nha anh em. Ok, ôi, cái gì đây, cái gì đây. Mình phục anh em ơi, bình tĩnh, để mình ra cover nha. Căng thế nhỉ, căng thế nhỉ. Đông quá anh ơi. Thằng AFK luôn rồi anh em. Gì vậy trời. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Lên luôn anh em ạ. Rồi, còn một thôi, còn một đứa cuối cùng ơi. Còn một đứa cuối cùng ở đâu nhỉ, còn ở à, rồi, xong rồi, 6-1 anh em ơi. Quá gắt luôn, Quỳnh Tạ còn quá gắt anh em ơi. Hiện tại Quỳnh Tạ đang đứng đầu nha anh em. Rồi ơi, thế này thì chắc chắn là lại 7-1 rồi anh em ạ. Như lần trước còn 7-0 cơ, nhưng mà lần này nhanh hơn 7-1 nha anh em ơi. Như giờ team mình bắn cực kinh luôn. Hiện tại là Thái Lan 2 đang đứng ở vị trí cuối cùng với 1 kill nha anh em ơi. Rồi thanh niên bên Thái Lan này chạy lại tịt ngỏm anh em ạ. Thái Lan 1 thì 8 kill nhá. Khá gắt, khá gắt, khá gắt. Chuẩn bị đến với trận tiếp theo nha anh em ơi. Trận này bọn mình, trận tiếp theo bọn mình mà thắng nữa thì coi như là thắng luôn nha anh em. Là không phải bắn dao thứ 3 nữa nhá. Và đợi chờ quân đoàn Nghĩa Vũ giải tán anh ạ. Thế là hết xỉu nhi nha anh em. Quân đoàn xỉu nhi đã chuẩn bị bay màu anh em ạ. Ok, mình công lên luôn nhá. Không sợ bố con thằng nào luôn. Đâu rồi, ra đây, ra đây. À, à. Lùm cái đầu. Mạnh, mạnh, ui. Mẹ, vừa xong mình ấn nhầm vào cái nút tắt màn hình anh em ơi. Căng thực sự thôi anh em ơi. Tiếp tục nha, tiếp tục công lên nha anh em ơi, tiếp tục công lên. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À, sao đít mình ạ, sao đít mình. Ơi, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Ui. Vừa xong mình ấn nhầm nút tắt màn hình anh em ạ.
Tí thì chết anh em ơi. Ok, mình sẽ cuốn máu nha, mình sẽ cuốn máu nha. Rồi, cuốn xong anh em ạ, ra luôn, ra luôn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À, bên ngoài này nha, bên ngoài, bên ngoài. Cái gì vậy? 6-2 luôn rồi anh em ạ. Căng thế nhỉ. Ok, cố gắng tập trung nha anh em ơi, cố gắng tập trung nha. Trở lại mình sẽ bắn M1887 anh em ạ. Với MB nha anh em. Trận vừa xong mình ấn nhầm anh em ạ. Chỉ số là 62 rồi nha anh em, ủng hộ team mình thì nhấp phím 1 xuống nào anh em ạ. Ủng hộ team mình thì nhấp ngay phím 1 xuống nha. Lên luôn anh em ơi, công lên luôn, công lên luôn. Cố gắng kết thúc càng nhanh càng tốt nha anh em ơi, kết thúc càng nhanh càng tốt nào. Ok, mình sẽ ở vị trí đằng sau nha anh em, mình sẽ ở vị trí đằng sau nha. Mình sẽ cover cho đồng đội mình nha anh em này. Vừa xong luôn rồi. Rồi. Ơ! À, cái gì vậy? Cày thế nhỉ? Ờ, team mình giết được 3 người thôi nha, chỉ còn 2 người nữa thôi. Để xem hai có cân được 3 không? Rồi xong rồi. Na, team bạn lật kèo kìa. Cái gì vậy? Xem Quỳnh Tạo cân được 3 không nha anh em ơi. Rồi xong rồi anh em ơi. Team bạn đang lật kèo anh em ạ, căng thế nhỉ? Ôi, toàn quá, toàn quá, toàn quá. Làm gì? Quỳnh Tạo làm gì? Đây vị trí của Quỳnh Tạo anh em ơi. Hiện tại Quỳnh Tạo đang 17 kill. Rồi xong rồi anh em ạ. Quả này toang luôn rồi. Không chạy được rồi anh em ơi, bị bịt keo rồi, bị bịt keo kín rồi. 6-3 rồi anh em ạ. Má, căng thẳng thế. Ok, không sao, không sao anh em ơi, không sao, không sao. Cố gắng làm lại nha anh em ơi. Tập trung một lần cuối này. Ok, trận này mình sẽ bắn tiếp lại AC-80 nhá. AC-80 với MB-40 nha anh em ơi. Mình bắn máy mới thôi nha, mình đang bắn bằng con điện thoại, mình đang bắn bằng FIFA Max anh ạ, mình ít bắn FIFA Max á. Thế nhưng mình quay video cho anh em xem đỡ lét, cho lét anh em. Nên mình bắn FIFA Max anh ạ. Gắt quá trời anh ơi, gắt quá trời luôn. Chết chưa mua kéo, chưa mua kéo. Ui may quá mua kịp anh ạ, may quá vẫn mua kịp. Ok, mình sẽ trận này mình sẽ qua bờ từ xa anh em ơi. Bây giờ bắn không phải nói là thua anh ạ. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, mình sẽ tập trung một xíu nha. Rồi chơi toang là team mình hụt một người rồi. Qua vời á, để mình qua vời cho đồng đội mình nhá. Nào thua đấy. Rồi đông quá, đông quá, đông quá anh em ơi. Ơ cái gì ấy, cái gì ấy, cái gì vậy, cái gì vậy. Từ từ nha, bình tĩnh nha, mình cuốn máu nha. Mình cuốn máu ấy. À đây, đây, đây. Rồi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Ôi nhầm 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 anh ạ. Làm đây. Mày mày mang cái đầu ra đây. Rồi cục luôn. Cố gắng em. Ui ơi anh ơi. Mẹ. Cày quá anh em ạ. Rồi team mình còn 2 đứa nữa cơ. Rồi vị trí ở Diễn Sinh là thằng em họ của mình. Và đây là Thái Lan 1. Thái Lan 1. Hay quá. Còn một người thôi, còn một người cuối cùng nữa gặp. Chết rồi, liệu Thái Lan 2 có làm gì được không? Anh nhầm liệu em. Wow. Cái gì vậy trời? Căng vậy trời. 6-4 luôn rồi anh em ạ. Qua là kill luôn kìa. Quái vật Ấn Độ. 10 kill luôn rồi anh em ạ. Đây đúng là một con quái vật thật anh em ạ. Cyber Ấn Độ à. Wow. Toang rồi anh em ơi, toang rồi. Quả này toang thật rồi anh em ạ. Căng quá trời anh em ơi, căng quá trời luôn. Ok, mình sẽ cố gắng nha. Ơ, bị lag luôn này. Không cả ra keo này anh em. Rồi, hiện tại mình đang có một người AFK rồi anh em ơi. Chết rồi, thanh niên Thái Lan hình như mạng yếu AFK luôn rồi anh em ạ. Căng quá. Rồi, hay quá, Quỳnh Tạ bắn gục một nữa nhá. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy. À, mình không nhìn thấy địch đâu thôi anh em ạ. Ba viên tao rồi, ba viên hai rồi. Chết rồi, trận cuối này mình bắn hơi gà anh em ạ. Ok, để xem team mình như thế nào nhá.
Còn hai người nữa thôi, gạt đi. Mọi người cố gắng gạt đi. Rồi, hay quá, hay quá, quá hay luôn. Rồi, đây là vị trí của Thái Lan 1 nhá. Vị trí của Thái Lan 1 đang bắn nhau là Chima nha anh em ơi. Rồi, Chima cũng luôn rồi. Ôi, cái gì vậy? Hình như đây là quái vật bên Ấn Độ anh em ạ. Căng thế nhé. Rồi, Thái Lan 2 vẫn đang AFK anh em ơi. Chết rồi, team mình sẽ cuối trận này bị nặng lác như nào anh em. Hay. Quá hay luôn anh em ạ, quá hay luôn. Vẫn còn hai người nữa, vẫn còn hai người nữa. Rồi, 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 rồi. Hay quá, Diễm Sinh đã được cứu anh em ơi. Còn một người nữa thôi, còn một người thôi, mọi người cố lên. Nó định chơi chặn keo anh em ạ, nó chơi chặn keo anh em ơi. Nó chơi chặn keo. Rồi, Diễm Sinh liệu có công được lên hay không đây. Rồi, xong rồi anh em ơi, chết bo luôn rồi. Căng quá, căng quá, căng quá, căng quá, căng quá. Rồi, quá. Xong luôn rồi anh em ạ. Xong luôn rồi. Toàn quá anh ơi, 65 rồi. Gì vậy trời? Bị lật kèo anh em ơi. Cay thế nhỉ. Ok, cố gắng nha anh em ơi. Đúng là không thể quay thường team bạn được anh em ạ. Không thể quay thường được đâu anh em ơi. Team mình có một người AFK thôi anh em ạ. Hiện tại máy mình đang rất là lag nha anh em ơi. Mình sẽ cố gắng bắn nha. Máy đang rất là lag luôn. Ok, bình tĩnh nha anh em, bình tĩnh nha. Máy mình đang rất là lag anh em ạ. Vừa quay video vừa bình luận luôn cho anh em ạ. Rồi, khá căng luôn nha, khá căng luôn. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Ok, mình sẽ móc được. Nè, cái đấy con quái vật Ấn Độ nó giết mình nhỉ. Nó chơi móc đốt kìa anh em. Vãi, bên mình có một người đang AFK anh em ạ. Ôi toang rồi. Xong luôn rồi anh em ạ. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy. Quỳnh Tạ ơi, cố lên. Cố lên Quỳnh Tạ ơi, cố lên. 3v5, 3v6. Rồi xong rồi anh ạ. Rồi, vị trí của Thái Lan 1. Và đây là Sima. Rồi, cố lên. Xong rồi anh em ơi, toang luôn rồi. Bị lật kèo anh ạ. Gì vậy trời. Thái Lan 1, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Quá khó anh ạ, quá khó luôn. Rồi, để xem Thái Lan 1 đang thể hiện nhá. Đặt keo rất nhanh luôn. Xin lỗi anh em nhé. Mình vừa quay vừa bình luận trực tiếp khó thực sự anh em ạ. Mong là team mình sẽ chiến thắng team bên này. Cố lên anh em ơi, cố lên. Bên mình có một người AFK anh không biết vào chưa anh em ơi. Rồi, out luôn rồi anh em ạ. Out luôn phòng rồi anh em ơi. Toang rồi anh em ạ. Hình như thanh niên bên đấy mạng lag anh em ơi. Anh em Thái Lan 1 mạng lag bị out trong phòng anh em ạ. Giờ 5-6. Cố lên anh em ơi, cố lên. Không còn lý do gì đâu. Mẹ cày quá anh em ơi, cày quá. Ok, mình sẽ tập trung một xíu nha anh em ơi. Mình sẽ tập trung một xíu nha. Từ từ em bình tĩnh nha. Ôi, cái gì vậy? Toang quá anh em ạ. Cứu, help me. Help me. Hay quá, hay quá. Chima cứu mình luôn rồi anh em ơi. Rồi, quá tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời luôn. Ok, mình sẽ đập kéo nhá. Đây vào đây, mình thấy một thanh niên đây. Mình thấy một thanh niên đang chuẩn bị công lên rồi nhanh anh em ơi. Không được rồi, không được rồi. Toang rồi. Mẹ, công lên tận đây anh em. Cái gì vậy trời. Căng quá trời ơi anh em ơi, căng quá luôn. Bây giờ mình sẽ thử nhắn tin cho cái thanh niên kia nhá anh em ơi. Mình sẽ thử nhắn tin cho thanh niên kia xem tại sao bị AFK nhá. Căng quá, căng quá, căng quá. Căng quá anh em ơi, căng quá. Rồi xong rồi nha, 1v1. Rồi còn Diệp Sinh anh em ơi. Rồi cố lên.
Hay quá. Mà thanh niên Thái Lan kia hình như đồng đội bảo là bị mạng lạ nha bạn, nên bị out game thôi nha. Nhưng mà may quá có thằng em họ của mình bắn quá tuyệt vời đấy nha ơi. Quỳnh tại MVP nhá. Nhẹ gánh hẳn anh em ạ. Cứ tưởng là thua luôn cơ anh em ơi. Nói chung là bây giờ bọn mình, bây giờ dù trận sau thua thì vẫn còn một trận nữa anh em ạ. Nhưng mà bọn mình sẽ cố gắng trận này bắn thắng luôn nhá anh em. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đợi một xíu nha anh em, cho anh em nghỉ giải lao một xíu nhá. Ok, và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với trận đấu thứ hai anh em ơi. Và đây là một cái trận đấu quyết định anh em ạ. Nếu như trận này bọn mình thắng luôn ấy thì coi như là team mình sẽ thắng và team bên Hứa Cú Ngọc Diễm sẽ phải giải tán quân đoàn nhá. Và nếu như trận này bọn mình thua ấy, thì vẫn phải chơi thêm một trận nữa nha anh em. Nhưng mà bọn mình sẽ cố gắng bắn hết cơ để thắng trận này nhá. Trận vừa xong thì nói chung là máy mình nó hơi lag anh em ạ, hơi nóng. Với lại cập nhật phiên bản mới mới được một ngày thôi anh em ơi, nên là chơi nó hơi bị lag một xíu. Đấy, anh em thông cảm nhá. Thì hiện tại anh em mà chưa bấm like, anh em bấm ngay một nút like để cổ vũ tinh thần cho đội của mình nào anh em. Ok, bây giờ mình sẽ vô luôn nha anh em ơi. Go go rồi kìa anh em. Rồi luôn, cố gắng lên. Rồi, team bạn thì đã thay một người ra nhá. Anh em team mình đã thay một người Thái Lan 1, Thái Lan 2 ra nha anh em ơi. Và thay vào đó là một bạn trong quân đoàn mình nha anh em ơi. Chứ không là cái bạn Thái Lan 2 kia ấy, thì mạng đang rất là lag nha bạn, nên là không chơi được server Việt Nam đó nhá. Đấy, mới chuyển server anh em ạ. Ok, thì hiện tại là mỗi team đang thiếu một người là như nào vậy? Rồi, hình như vẫn chưa vào anh em ơi, mạng đang rất là lag nha bạn. Ok, mình đợi nha, đợi cho vào nha anh em ơi. Rồi, nói chung vẫn chưa thấy. Rồi, một bạn vào nhá. Em mình thì vẫn còn một bạn chưa vào anh em ạ. Cực căng luôn. Thì không biết là hiện tại là ai đang chưa vào đây. Để mình xem anh em ạ. Rồi, Thái Lan Hoàng 2K6. Ok, đã vào nhá, vào đủ hết rồi nhá. Rồi, chuẩn bị lên chiến đấu anh em ạ. Cực căng luôn, mình cứ tưởng là bị AFK thì chắc là toang luôn bọn mình anh em ạ. Rồi, thằng cháu mình đã vào nhá, thằng cháu AK11 của mình đã vào nhá. Ok, trận này mình sẽ cố gắng thắng càng nhanh càng tốt nha anh em. Rồi, chết rồi. Sima đã gục rồi anh em ơi, Sima đã gục rồi. Mình sẽ ra cover cho Sima nhá. Bình tĩnh nhanh, bình tĩnh. Đâu rồi. Thằng là bán chim mẹ. Rồi Thái Lan 1 cũng gục luôn rồi anh em ơi. Thái Lan 1 cũng toang luôn rồi anh em ạ. Ở đâu nhỉ? Hình như ở đây. À đấy. Đây là mình thấy rồi. Mình thấy rồi nha anh em. À cái gì đây? Cái gì đây? Solo một thằng luôn. Đây là ai đây? Rồi dư săn 06 anh em ạ, chỉ còn 2 người nữa thôi. Team mình sẽ trận này sẽ đã bán hết mình rồi nha anh em ơi. Hình như team bạn hình như là thua một giao nên là trận này đang run anh em ạ. Giao này đang run. Kiểu như mất tâm lý anh em ạ. Chắc là sắp phải xóa bốc đến nơi rồi, sắp phải xóa quân đoàn rồi. Sơi xong luôn, 1-0 anh ơi. Quá tuyệt vời, giúp mình một nút like anh ơi, giúp mình một nút like nào. Ok, mình sẽ uống một hâm nước nha anh em ơi, để có tinh thần bình luận nha. Mình mong là thắng càng nhanh càng tốt anh ạ. Ok, trận này mình sẽ cầm khẩu Mac 10 nha anh em. Đó, mình sẽ bắn, mình bắn Mac 10 hơi bị tủ anh em ạ. Mình khá thích bắn Mac 10 anh em ơi. Ok, nói chung là trận này bọn mình cũng khá đỡ áp lực lên rồi anh em ạ. Rồi bây giờ chỉ chờ các thành viên ở trong cái bốc của mình tuyển vào để xử lý thôi anh em ơi. Mong là không phải giải tán quân đoàn GC anh em ạ. Quân đoàn GC vẫn còn mãi cơ anh em ơi. Nói chung là anh em comment là team Người Cung Ngọc Diễm không có tuổi. Không có tuổi thôi anh em ạ, làm gì có tuổi. Nào ra đây xin cái đầu luôn. Bình tĩnh nha, trận này mình sẽ bắn an toàn hơn trận trước nha. Rồi, Diễm Sinh đã giết một người rồi anh em ạ. Ok, nói chung là đâu hết rồi. À đây. Ơ, à, cái gì đây? Kỹ năng nhân vật thì đã tắt hết rồi nha anh em ơi. Bắn rất là công bằng thôi anh em ạ. Trong này Solo, ui thằng này nó mặc đồ giống mình này anh em. Thằng nào đây nhỉ? L Nguyên anh em ơi. Nó mặc đồ giống hết mình luôn anh em ạ. Thằng thế nhỉ. Ok, bình tĩnh nha, mình cứ tưởng là mình cơ. Rồi Thái Lan 1 đang bán, đây vị trí của Thái Lan 1. Đặt kèo rất là nhanh thôi anh em ơi. Để xem tỷ số có là 2-0 hay không nha. 3-4 anh em ạ. 3-4 nha, cực căng luôn. Ok, mình sẽ chuyển sang vị trí của Quỳnh Tạ nhá. Quỳnh Tạ làm gì rồi? Ra đạn vào đầu anh em ạ. Uầy, cái gì vậy trời? Rồi, liệu cân được đôi không đây? Rồi, hay quá, quá hay luôn, đặt keo quá nhanh anh ạ. Ồ, thế chỉ còn một mình Quỳnh Tạ thôi anh ơi. Chỉ còn một mình Quỳnh Tạ thôi anh ạ. Rồi, liệu cân được hết hay không đây? Rồi, xong rồi anh em ơi. À không, vẫn còn một người nữa, đó chính là Sima. Ba Sima VN nhá. Rồi, Sima liệu có cân được, xong rồi. Quỳnh Tạ đã gục rồi nha anh em ơi, chỉ còn mỗi Sima thôi. Còn hai người nữa thôi, để xem Sima cân được hay không nha anh em ơi. Rồi còn 4 máu anh ạ. Số máu khá là ít rồi. Chắc là toang rồi anh em ơi, chắc là một đều rồi. Căng quá trời luôn anh em ơi, một đều luôn rồi anh em ạ. Ok, nói chung không sao anh em ơi. Thua trận lại thì vẫn còn một trận nữa để làm lại anh em ạ. Chung là đây trận đấu cuối cùng rồi anh em ạ. Nếu mà thua coi như mình phải giải tán quân đoàn ngay trên video này nhá. Cái đấy là làm cái điều, cái là cái điều mình buồn nhất anh ạ. Cái gì vậy trời? Mình sẽ không để thua đâu anh em ạ, cứ tin tưởng mình nhá. Cứ tin tưởng mình anh em ạ.
Ok, mình trở lại mình sẽ cầm MB mình bắn nhanh nha. Mình phải bắn tập trung hơn một xíu nhá, cho to lên một xíu nhá. Nghe tiếng chân nhá. Mình sẽ ở đằng sau mình cover nhá anh em ơi. Ồ, cái gì ấy. Rồi Quỳnh Tạ đang đứng vào giữa đang bị bắn thôi nhá, Quỳnh Tạ đang bị bắn. Ok, mình sẽ qua đằng sau rồi nhá anh em ơi. GG Diêm Dinh đã giết được bên quái vật B Ấn Độ rồi anh ơi. Con quái vật B Ấn Độ đã chết rồi. Thế thì không sợ bố con thằng nào luôn. Mày này, một thằng nữa. Rồi quái vật chết thì không sợ. Con quái vật đã chết rồi thì bên này chỉ là boss thôi anh em ạ, chỉ là con ruồi thôi. Đâu rồi? Không có anh ơi, hình như đang đi cứu rồi đúng không? Đúng rồi, đang cứu anh em ạ, đang cứu rồi. Cứu. À, mày cứu hả mày. Thôi xong rồi, chặn đường luôn rồi kìa anh em. Cứu. Rồi giết luôn. Rồi xong luôn. Xin cái tuổi này thì cứu anh em. Quá gắt anh em ạ. Tiếp mình bắn quá gắt luôn. Thái Lan 1 đang MVP nhá. Với 6 kill, ủi Quỳnh Tạo vẫn là nhiều kill nhất thôi anh em ạ. Rồi Hoàng 2K6 về đến Thái Lan 1 nha anh em. Rồi cá kinh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắn khẩu gì ta? Giờ này mình sẽ bắn thêm khẩu M1887 nhá. Anh em đang xem video anh em giúp mình một nút like nào. Nói chung là trận vừa xong là bắn khá căng luôn anh ạ. Trận này nó cũng giảm bớt đi một xíu đấy. Trận vừa xong quá căng luôn. Rồi xong rồi. Rồi để mình cứu đồng đội mình đã anh em ạ. Đấy, chơi phải chơi có đồng đội anh em ơi. Đó, cực kỳ căng luôn nhá. Bây giờ mình sẽ công lên luôn nhá anh em. Cho tem người cung ngọc diệp PT là lễ hội anh em ạ. Phải giết được con quái vật B Ấn Độ anh em ạ. Con quái vật Cyborg gì anh ạ. Bắn quá kinh luôn. À. Mày chạy đâu con sâu này. Rồi xong luôn. Gục luôn rồi nhá, hình như gục luôn rồi anh em ơi. Quá gắt luôn. Đây sau cái keo hồng anh em ơi. Mình thấy nha anh em ơi. Mày chạy đâu. Mày chạy đâu. Ui nó chạy vào trong nhà ơi. Vào nhà luôn. Cái gì vậy? Cày thế nhỉ? Nó bắn mình luôn kìa anh em. Rồi hay quá, đồng đội mình bắn quá hay anh em ạ. Rồi hiện tại Thái Lan 1 đang gục nhá. Rồi xong rồi anh em ơi. Trận này mình cũng không thể hiện được nhiều anh em ạ. Mình được 2 kill thôi. Nói chung team mình bắn khá hay nha anh em. Quỳnh Tạ bắn khá gắt luôn. Ok, tiếp tục nha. Mình sẽ cầm UMP trận này nha anh em ơi. Căng thẳng thật sự anh ạ. Ơ sao không mua được dép gì ta. À, hình như phải lên cấp đi anh em ơi. Quá gắt luôn. Anh em comment số 1 để ủng hộ team mình nha anh em. Ok, 3-1 rồi nha. Nói chung là trận này thắng luôn thì quá đẹp anh ạ. Nào ra đây. À bắn tao mày. Con quái vật nó bắn mình nhá. Con quái vật nó bắn mình đau lắm. Bắn vào đầu mình luôn anh em ơi. Ok, mình sẽ chơi móc lốp nha. Súng sạc mày, xa đạn vào đầu anh em ơi. Rồi xong luôn, thanh niên súng sạc đã bay màu rồi nha. Ok, mình sẽ lấy luôn cái khẩu súng sạc của nó, mình đi bắn nha anh em. Ở trong này có một đường dao kìa. Ui, cái keo bây giờ trâu vậy trời. Ôi, team bạn nó cứu hết rồi kìa anh em. Ui, kéo quá trâu rồi anh ạ. Em bạn được cứu hết luôn rồi anh em ạ. À, căng quá nhỉ. À mình thấy nha anh em ơi. Hình như chúng nó đang công ở đây rồi anh em ơi. Rồi quái vật mình đã bắn gục rồi nhá. Quái vật này xong luôn, quái vật xong rồi nhá. Em bạn chỉ còn 2 thôi anh em ạ, 2v3. À đây, thấy nha anh em ơi. Thấy nha. Rồi gục luôn. Quá ghê luôn, đâu rồi? Còn hai đứa nữa đang ở đâu? Quá luôn. Trời ơi, anh em mình bắn súng sạc kinh không? Một nút này nào. 4-1 rồi anh em, 4-1 rồi. 3 trận nữa thôi anh em cố lên. Ôi, hiện tại mình đang đứng thứ 2 nha, vì 6 kill nha anh em ơi. Ủi thêm mình bắn súng sạc như này gắt vãi trường anh em ạ. Tỷ số là 4-1 rồi nha anh em, tỷ số là 4-1 rồi.
Ok, team mình sắp giành chiến thắng rồi anh em ạ, không phải giải tán quân đoàn anh em ạ. Nói chung là cái kèo này quá gắt anh ạ, nói chung là cái kèo đấu lịch sử anh ạ, kèo đấu thế kỷ luôn. Quá gắt luôn. Ơ, cái gì ấy? Chưa gì đã bị bay cái đầu anh em ạ. Hình như con quái vật bên Ấn Độ anh em ơi. Để mình xem nhá. Hiện tại con quái vật đấy đang ăn 2 kill nha anh em ơi, nhưng mà sát thương nhiều nhất team luôn. 2700 sát thương, nói chung là chủ lực của team anh ạ. Chủ lực của team. Không sợ, team mình kỹ năng đồng đều mà anh em ơi. Không sợ luôn, công luôn anh em, không sợ luôn. Ok, bình tĩnh nha. Rồi, gục một. Mày loan quá loan, quá là loan. Mình bắn súng sạc, nói chung là không trượt phát nào thôi nhỉ. À, trong nhà. Nè, mày thua đấy. Rồi, tôi chết rồi, team mình cục 2 rồi anh em ơi. Chết rồi, toang rồi. Ok, bình tĩnh nha, để mình quấn máu nhanh nha. Quấn máu trước cho chắc anh em. Ôi chết rồi. Rồi, còn một thôi anh em, còn một thôi. Một thằng nữa ở đâu ta? Nè, mày thua đấy. Mày thua cái đầu mày đấy. Lắm một luôn. À, hình như team bạn bây giờ mất tập trung rồi anh em ạ. Kiểu như thua một trận nên mất tập trung anh em. Quá dễ luôn. Lắm một rồi, quả này 7-1 mất rồi anh em ạ. Quả này chắc là 7-1 rồi. Chạy làm theo được, hiện tại con quái vật đang 2 kill nhanh anh em ơi. Sát thương cao nhất nhưng mà chỉ ăn được 2 kill thôi và Nguyên đang là người đứng đầu nhá. Team mình hiện tại mình đang đứng đầu nha anh em ơi. Rồi trận này mình đang gánh team anh ạ. Quá gắt luôn. Nói chung bắn 6-6 này anh em không cần bắn đầu đâu. Anh em chỉ cần bắn làm sao chuẩn kiểu như là chết địch là được anh ạ. Nói chung là không phải màu mèo đâu. Nói chung là quả này team bạn ấy xác định luôn rồi. Á đù. Thằng quá nhỉ. Đứng ở trên cover bắn đầu quá anh nhỉ. Ok, mình sẽ cuốn đầy máu rồi nhá. Rồi team mình đã gục một người luôn rồi anh em ơi. 1-1 anh ạ. Ok, mình sẽ công lên luôn nhá. À, mày ra đây. Hình như đây con quái vật. Từ từ, bình tĩnh. Mình sẽ ra cover đồng đội của mình nhá. Rồi. Xin cái tuổi luôn. Nhật máu anh ạ, ra nhật máu luôn. Ôi thái không có máu rồi trời. Ơ à, mẹ bắn sao biết mình nhỉ, mình đang định nhật máu rồi bắn mình nhỉ anh em. Thôi xong rồi. Còn Thái Lan 1 anh em ạ, để xem Thái Lan 1 liệu có cân được đôi không nhá. Rồi đây vị trí của Thái Lan 1. Đặt kèo khá là nhanh luôn anh em ơi. Ok, mình sẽ chờ đón vào Thái Lan 1 nha. Bây giờ nói chung mình cũng không áp được lắm anh em ạ. Bởi vì team mình đã thắng một trận rồi nhá. Bây giờ chỉ cần thắng thêm một trận nữa thôi anh em ạ. Tổng là 3 trận. Thắng 2 trận là thắng rồi. Vãi. Con quái vật Cyblood anh em ạ. Quái vật Ấn Độ anh em ơi. Toàn rồi, chết rồi. Sắp lật kèo anh em ơi. Đừng như trận trước nhá. Cố gắng đi anh em ạ. Như trận trước là toàn lên anh em ơi. Cố lên. Trận trước bọn mình nặt lên 6 đều anh em ạ. Bị đặt lên 6 đều rồi anh em ơi. Cực căng luôn. Tưởng thua cơ anh em ạ. Tưởng là thua cơ. Nói chung may vẫn không thua đấy. Ok, 5-2 anh em ạ. Nói chung là tỷ số vẫn là khá ok. Thì team mình nói chung vẫn còn nguyên tất cả mọi người nhá. Trận trước thì nói chung là team mình AK mọi người anh em ạ. Thế là bắn hơi khó. Còn trận này đều thì nói chung là bắn được hết nha anh em. Không ngại, không ngán một con thằng nào luôn. Ê, à, thằng danh con này. Nó ở dưới nó bắn nhắn anh ạ. Khá căng là bình tĩnh nha, mình sẽ quay trở về nha. Không công được anh em ạ, không công được. Rồi xong rồi nha. Xong Thái Lan một rồi anh em ạ. Ok, mình sẽ đứng đây nha anh em, mình sẽ đứng đây nha. Đợi nó công lên thì mình bắn nha anh em. Rồi xong. Gì vậy trời. Căng quá nhỉ. Ơ, à, lại ăn nhầm tắt nguồn. Toàn cái mình rồi anh em ơi. Rồi xong. Còn mỗi một người thôi anh em ạ. Team bạn nó còn nguyên tất cả 6 người rồi anh em ơi.
Em bạn vẫn còn nguyên 6 người. Rồi, Diễm Sinh đang thể hiện anh em ơi. Đây là thằng em họ 11 tuổi của mình nhá. Toang luôn rồi nha, toang luôn rồi. Ở đây vẫn là còn Hoàng 2K6 nha anh em ơi. Để xem Hoàng 2K6 thể hiện như nào nha anh em. Rồi, chắc là toang. Ôi trời ơi. Mẹ 53 ở gì anh em. Căng vãi ồ à. Ok, cố gắng nha anh em, cố gắng nha. Trở lại mình sẽ bắn tiếp tục là AC80 nha. AC80 với cả khẩu súng sạc đi anh em ạ. Đó, mình bắn súng sạc có vẻ hay hơn đấy. Cố gắng lên anh em, cố gắng lên. Kéo khá căng rồi nhỉ. Và mày ra đây, mày mang cái đầu mày ra đây. À, mình sẽ bắn tự xạ. Rồi rồi, yếu rồi, yếu rồi. Một viên 42 máu vào người rồi anh ơi. Một viên 42 máu vào người rồi. Mày công ổ nào công ở đây. Rồi, cùng một. Cùng một anh ơi, cùng một thôi. Hay quá, cục 3 rồi, cục 3 rồi kìa. Gặp luôn cho nó chắc anh em ạ. À, trong này. Đang bắn đồng đội của mình em ạ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Gì đây, cái gì đây. Tuổi gì. Ok, mình sẽ quấn keo chuẩn vào cho đồng đội của mình xử lý nha anh em ạ. Rồi, gục luôn rồi nhá. Quá hay luôn, quá hay luôn. Rồi xong, GC Diễm Sinh đã gục rồi nhá. Nói chung là 5-2 thì không trột, không què nhá, không sợ. Không sợ luôn. Nào. Công vào nha mày, công vào. Mình sẽ cầm súng sạc từ xa mình qua bờ nhá. Đâu rồi, hai đứa nữa đâu rồi, hai đứa nữa đang ở đâu? Ơ, cái gì vậy? Một viên nữa, một viên nữa, một viên nữa. Loạn, 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 loạn. Anh em comment. Tiêm nếu cũng ở Diễm quá loạn. Trận cuối cùng anh em ơi, trận cuối cùng, cái dao cuối cùng luôn. Sẽ biết được tem nào sẽ là tem chiến thắng nha anh em. Giao cuối cùng anh em ạ. Mình phải uống một hấp nước đấy anh em ơi. Quá căng thẳng luôn nha. Ok, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Thắng luôn, thắng luôn. Nói chung là trận chiến cuối cùng cũng sắp đến hồi kết rồi anh em ạ. Sắp đến hồi kết rồi. 6-3 anh em ạ. Này, mang cái đồ. Mang cái đồ mình ra đây. Ui. Rồi. Công lên đi, công lên đi. Công lên đi. Công lên đây, công lên đây. Công lên đây. À, thằng này chơi khá an toàn anh ạ. Ok, mình sẽ công lên luôn nhá. Nào. Cái gì ấy, cái gì ấy, cái gì ấy, cái gì ấy. Toàn anh em mình cục 2 anh em ạ. Rồi, con 1 rồi, con 1. Có một đứa cuối cùng. Có một đứa cuối cùng. Rồi, tỷ số là 6-3 rồi anh ạ. Cuối cùng cũng thắng anh em ơi. Một cây chắc chắn là không thể làm nên chuyện gì rồi anh em ạ. Nên là mình không nói nhá. Rồi xong. Anh em còn AFK cao anh em ạ. Quá tuyệt vời. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cuối clip này nhá. Nói chung là khá mãn nha anh em ạ. Con đoàn của mình không phải giải tán anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ ra Facebook mình nhắn tin cho bảo thanh niên cô là người yêu cũ Ngọc Diễm quay video lại cái quá trình giải tán con đoàn. Mình sẽ mai mình sẽ đăng kênh chính thức của mình nha anh em. Ok, tạm biệt tất cả anh em nha. Quá mệt mỏi.